Thưa quý vị, vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cam Lộ La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế mới đây khiến chiếc xe SUV 7 chỗ rúm gió. Những vụ va chạm giao thông nghiêm trọng như vụ tai nạn này không chỉ dẫn tới hậu quả thương vong nặng mà còn gây ám ảnh về chiếc xe con bị biến dạng. Liệu những chiếc xe bị hỏng như vậy có phục hồi được không? hiện nay dù giá ô tô đã rẻ hơn nhưng với nhiều người ô tô không chỉ là phương tiện di chuyển mà vẫn là một tài sản có giá trị không nhỏ chính vì vậy những chiếc xe bị hỏng biến dạng nghiêm trọng do tai nạn giao thông gây ra là điều không ai trong chúng ta mong muốn tuy nhiên lượng ô tô tăng nhanh đã kéo theo tỷ lệ các vụ tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện này cũng tăng cao Vụ tai nạn liên hoàn khiến chiếc xe SUV 7 chỗ rúm gió trên cao tốc Cam Lộ La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế mới đây là một ví dụ. Mặc dù không may bị tai nạn khiến xe bị hư hại, nặng và biến dạng nghiêm trọng, nhưng dưới góc độ của người dùng, nhiều chủ xe thường chọn cách mang xe đến các gara ô tô phục hồi để tiếp tục sử dụng hoặc bán lại. Trước tình huống này, câu hỏi được nhiều người đặt ra là liệu có thể phục hồi cho ô tô sau tai nạn được đến đâu? anh trần trí thành một người chuyên khắc phục xe tai nạn cho biết một chiếc xe tai nạn có thể phục hồi được một phần hay hoàn toàn như nguyên trạng phụ thuộc vào mức độ hư hỏng do quy trình va chạm gây ra nhiều thứ có thể nhìn bằng mắt thường nhưng có những hư hỏng ẩn sâu bên trong buộc phải có sự can thiệp bằng máy móc và đòi hỏi tay nghề cao của các thợ sửa chữa ngoài ra việc đưa về nguyên trạng ban đầu cho ô tô sau tai nạn còn phụ thuộc chủ yếu vào mức chi phí khắc phục mà chủ xe có thể chấp nhận sửa chữa và phục hồi xe tai nạn càng sớm càng tiết kiệm chi phí và tránh được những hư hỏng phát sinh thêm cho chủ xe mỗi quy trình phục hồi xe tai nạn sẽ khác nhau phụ thuộc chủ yếu vào vị trí và mức độ và chạm nhưng nhìn chung vẫn có thể tóm gọn lại qua những bước sau kiểm tra đánh giá tình trạng xe tai nạn là bước quan trọng nhất trong quá trình phục hồi xe tai nạn các công đoạn kiểm tra đều cần những kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và các máy móc hiện đại hỗ trợ để kết quả kiểm tra chính xác nhất ngoại hình của xe có được nguyên trạng như ban đầu hay không phụ thuộc hoàn toàn vào bước gò nắn phục hồi thân vỏ. Các viên móp trên ô tô sẽ được kỹ thuật viên dùng máy, hàn sút tôn hoặc nhôm, những bộ phận bị hư hỏng nặng hơn buộc phải sử dụng bộ gò nắn khung chuyên dụng để thực hiện. Tiếp theo là thay thế các bộ phận hư hỏng nặng và sơn lại xe, kiểm tra hoạt động của máy móc sau quá trình phục hồi xe ô tô bị tai nạn là bước bắt buộc, đảm bảo các chi tiết máy móc của ô tô được phục hồi hoàn toàn và sẵn sàng đưa vào sử dụng. Với những xe chỉ va chạm nhẹ ở phần thân vỏ, chưa ảnh hưởng đến các hệ thống khung gầm, máy móc thường sẽ mất khoảng thời gian tối đa 3 ngày, còn trong trường hợp va chạm biến dạng nghiêm trọng, thời gian khắc phục sẽ mất từ 10 đến 15 ngày, chưa kể còn phụ thuộc vào phụ tùng linh kiện của xe đó có sẵn tại gara hay không cũng theo các chuyên gia sửa chữa ô tô có kinh nghiệm phục hồi những xe bị tai nạn nghiêm trọng không chỉ khó gấp nhiều lần sau so việc đại tu sửa chữa một khối động cơ hay một phần khác của chiếc xe mà còn rất tốn kém có trường hợp chi phí khắc phục gần bằng giá xe mới chưa kể việc này còn đòi hỏi tay nghề và kinh nghiệm chuyên môn của kỹ thuật viên phải cao